Xin chào mừng anh chị, chào mừng anh chị đã trở lại kênh của mình. Hôm nay thị trường có một sự tăng điểm cũng rất là ấn tượng đúng không anh chị? Tăng 22.51 điểm, tức là nó tương đương 1,56%. Và rủ VN30 và sàn Hà Nội cũng có một mức độ tăng điểm rất tích cực. Và đặc biệt là cả cổ phiếu dòng bất động sản trong giai đoạn vừa rồi có sự giảm điểm rất là nhiều. Thì có thể nói là những nhà đầu tư kẹt hàng thì có thể nói là rơi vào một cái số khoản lỗ, nếu như mà mua không đúng điểm thì ở một cái khoản lỗ rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay thị trường có thể nói là có một nút thắt, mở một cái nút thắt và cởi trói những cái tâm lý nặng nề đau buồn của hầu hết các nhà đầu tư mà kẹt hàng. Thì bản thân mình là một người cũng đã thoát hàng lâu rồi. Anh chị theo dõi video thì Tiến cũng đã trình bày rồi, đã nói rồi đúng không ạ? Từ ngày 11 tháng 1 thì đã thoát rồi, nhưng mà mình thấy rất mừng anh chị ạ. Mừng là bởi vì khi mà những nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta và những người còn kẹt hàng thì và những người thua lỗ rất nhiều và thị trường tăng điểm thế này thì mình rất là vui, bởi vì là một phần nào đó mình thấy là anh chị cũng bớt một phần thua lỗ, thứ hai là lòng có sự hy vọng để mà anh chị bớt một phần thua lỗ để mà kiếm một cái phần lợi nhuận để có thể là trang trải trong cái những cái dịp Tết sắp đến đúng không ạ? Đấy thì đó là một điều rất là tín hiệu rất mừng của thị trường. Tuy nhiên thì thị trường chung của chúng ta sẽ diễn biến như thế nào và nó sẽ tìm điểm cân bằng như thế nào thì video hôm nay Tiến sẽ hướng dẫn với anh chị. Đó là nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai nữa là mình cũng nói với anh chị đó là dòng sóng banh và hướng dẫn điểm mua. Thì ở đấy là mình nói với góc độ là những anh chị chưa có một số cổ phiếu dòng banh và phân tích cả cổ phiếu tiềm năng thì mình sẽ làm trọng tâm hôm nay anh chị nhé. Rồi thì nhìn vào rổ VN30 hôm nay chúng ta thấy rằng bây giờ thị trường có sự tăng điểm và trong đó có cổ phiếu dòng banh là ví dụ như VPBank, xin lỗi, BIDV anh chị nhé, là mức độ tăng trần này. Phiên sáng là kéo xuống là lấp gạp và sau đó phiên chiều là kéo lên rất là thuyết phục. Thì những cổ phiếu như thế này thực tế bây giờ là chúng ta vẫn còn cơ hội để chúng ta tham gia, tí nữa mình sẽ phân tích cho anh chị. Trong khi đó là một số cổ phiếu dòng banh nó vẫn giảm điểm, ví dụ như ACB, HD Bank, rồi là Techcombank như tham chiếu này, và một số cổ phiếu dòng banh khá nó rất tích cực đúng không ạ? Đấy, và chúng ta thấy đó là mức độ như vậy. Và nhìn vào mức độ điểm số ở đây, mức độ cả cổ phiếu mà nó tích cực đối với thị trường thì chúng ta thấy là hầu hết là các cổ phiếu liên quan đến dòng banh đấy, BID này, CTG này, rồi SHB này, rồi chị ạ, MBB, và thêm vào đó là một số cổ phiếu của bất động sản, ví dụ như là DIG, GVR là liên quan với cao su và bất động sản anh chị nhá. PAO này, PAO sau những giai đoạn giảm sàn vừa rồi thì hôm nay có giảm, có sự tích cực, và Vinhome có quá trình giảm vừa rồi thì hôm nay nó tích cực này. Và tiếp đó là những cổ phiếu mà nó tiêu cực đối với thị trường chúng ta thấy rằng là VIX, Vietjet, Vinamilk, DGC vân vân, FLC, những cổ phiếu này thì gần như là những cổ phiếu này chúng ta muốn tiêm kiếm lợi nhuận trong những nhóm cổ phiếu này thì nó cũng không nhiều, do đó mình cũng không nói nhiều ở đây. Và một cái điểm lưu ý nữa là chúng ta thấy rằng là đối với khối ngoài thì phiên hôm nay họ có sự hoạt động bán nhẹ, đặc biệt là phiên hôm qua họ bán rất nhiều anh chị, phiên hôm qua họ bán rất nhiều nhưng phiên hôm nay là họ trở lại bán nhẹ hơn. Đấy. Còn về mức độ yếu tố kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng là đối với VN đấy chứ, thì theo đánh giá của bản thân mình thì chúng ta thấy thế này này, và ở đây chúng ta thấy đấy là một cái vùng hỗ trợ trước đấy như nhé, trước đấy những cái giai đoạn thị trường chưa chưa gãy á, thì đấy là vùng hỗ trợ của cổ phiếu của thị trường chung đấy, 1490 và 1480 là những vùng hỗ trợ của cổ phiếu xin lỗi, của thị trường. Tuy nhiên sau quá trình vụ Tân Hoàng Minh cũng như là FL Trình Văn Quyết bán chuỗi cổ phiếu để đấy, thì chúng ta thấy rằng là nó chỉ là một cái tín hiệu thôi. Tất nhiên thì không có tín hiệu này không có tín hiệu khác, làm thị trường chúng là có một cái giai đoạn ở đấy chúng ta thấy rằng là có giai đoạn bán tháo rất là nhiều và dần đến là nhiều cổ phiếu liên quan đến bất động sản thì chúng ta thấy rằng là giảm sàn liên tục mấy phiên đấy, và phiên hôm nay có sự phục hồi đấy. Thì khả năng thì chúng ta thấy rằng là ở những video mà gần đây thì mình đã phân tích rồi, theo đánh giá của mình thì thị trường chúng nó sẽ rất là khó để giảm sâu. Bởi vì sao? Bởi vì khi các cổ phiếu dòng banh nó đã vào một cái nhịp xu thế và nó đã giữ được cái xu thế, và nếu như có một số cổ phiếu dòng banh mà có giảm á thì mức độ giảm sâu là gần như là rất là khó, dần đến thị trường chúng sẽ khó giảm sâu. Thứ hai nữa là điểm các cổ phiếu dòng bất động sản mà nó đã giảm đủ chiết khấu, thứ hai nữa, thứ ba nữa đóng dòng bất động sản thì cả cổ phiếu dòng bất động sản nó đã về những cái nền hỗ trợ rất là cứng, và có thể nói là nó sẽ có sự bật lên phục hồi. Thì nếu như chúng ta bây giờ, nếu như thị trường chúng anh chị nhá, theo quan điểm mình, nếu như nó lên vùng cân bằng ở vùng này, tức là dao động ở 1480 đấy, cái vùng này anh chị này,
1480 này, cộng trừ anh chị nhá, nó cân bằng được ở vùng này thì chúng ta sẽ có một cái nhịp để tham gia. Còn giai đoạn này và tuần này thì chỉ có phiên ngày mai nữa là kết thúc tuần, và sáng tuần thì còn một tuần để giao dịch, thì khả năng điểm nó bứt phá cân bằng ở vùng này là mới cân bằng ở vùng này thôi, đó là chiều hướng tích cực. Do đó trong những giai đoạn này thì theo đánh giá mình về yếu tố thị trường chúng á thì chúng ta cũng chưa vội tham gia đâu, đấy chưa vội tham gia trong những giai đoạn này. Thì tí nữa mình sẽ phân tích cho anh chị là lý do vì sao, và phân tích mình là phân tích một số cổ phiếu tiềm năng để anh chị theo dõi thôi, còn giai đoạn này thì không nên mua bán đúng không ạ. Và đầu tiên thì mình phân tích về dòng anh chị, đó là cả cổ phiếu dòng bánh đấy. Vietcombank hôm nay có sự phiên sàn giá thể là đạp xuống rất sâu và nó đã test lại vùng đỉnh này anh chị này, nó đã test lại vùng đỉnh này đấy. Tất nhiên những người test lại và cuối phiên sáng phiên chiều nó đã tích cực kéo lên và tăng điểm gì ạ, tăng điểm thì so với phiên hôm qua thì nó không nhiều, so với không nhiều 0,3%, nhưng chúng ta thấy rằng là mức độ kéo lên và đóng cửa cả nhất phiên là một phiên rất tích cực, là phiên rất tích cực đấy. Thì khả năng để những cổ phiếu này chúng ta muốn tham gia được á, thì chúng ta cần phải chờ như thế nào ạ, chúng ta cần phải chờ nó ở đấy. Là mình đang nói với những anh chị chưa có hàng anh chị nhé, thì khả năng để lên vùng trên này nó cân bằng thì chúng ta phải có một nhịp tham gia đấy, đó là điểm để chúng ta tham gia đấy. Còn cả cổ phiếu ví dụ như VPBank chẳng hạn thì bây giờ những cổ phiếu này thì theo mình là anh chị không nên tham gia. Lý do vì sao? Bởi vì thường trong một dòng chúng ta phải chọn hai cổ phiếu thôi đấy. Thì VPBank chẳng hạn thì nó vẫn là bây giờ nó để giờ mức độ giảm xấu rất khó, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy rằng những cái giai đoạn mà xấu xa thì nó là tạo ra những cái mức đáy đấy, tạo ra cả đáy, và các đáy này chúng ta thấy là khối lượng nó đã kiệt anh chị nhé, đấy đã kiệt đấy. Tất nhiên khi thị trường chung xấu thì nó vẫn có quá trình giảm điểm, những mức mức độ chúng ta thấy rằng là ở giai đoạn gần đây thì những cổ phiếu này nó vẫn có tạo cái đáy này, nhưng mà khối lượng nó phải tăng lên đấy. Thì kỳ vọng đặc biệt là của những cổ phiếu này thì nó lại có sự phát hành thêm rất nhiều lần cổ phiếu, do đó mức độ thì chúng ta tham gia những cổ phiếu này anh chị không nên tham gia đấy. Rồi dòng banh rồi là VPBank, VIB thì mình đã nói rồi, đấy là chúng một trong những cổ phiếu chúng ta cần phải chú ý nó. Nếu như cổ phiếu này nó lên ở vùng này này đấy, và nó cân bằng này đấy, thì chúng ta phải có một cái cơ hội để chúng ta tham gia. Và lên ở đấy cân bằng, vùng cân bằng này anh chị phải lưu ý chúng mình đang khối lượng phải kiệt xuống đấy, khối lượng phải kiệt xuống anh chị nhá, đấy thì chúng ta sẽ tham gia được đấy, tức là nó phải tìm điểm ở cái vùng cân bằng đấy. Vì sao mình đưa vào cái vùng này, bởi vì là ở đấy là một cái vùng mà trước đấy những cái giai đoạn trước đấy thì đấy là những cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu, nhưng mà sau quá trình rũ bỏ chúng thì nó đã rũ bỏ ở đấy, và chúng ta phải chờ mình nhịp cân bằng ở đấy, chúng ta phải tham gia ở những phiên xác nhận sau khi thoát lên vùng đen này anh chị lưu ý cho mình. Techcombank thì mình đã phân tích rồi, hôm nay là một phiên cùng tham chiếu cổ phiếu. Và anh chị lưu ý rằng ví dụ như cổ phiếu Techcombank chẳng hạn là một cổ phiếu mà nó chưa có sự phát hành thêm, do đó là mức độ cố đặt của nó là nhiều tốt hơn so với các cổ phiếu ví dụ như MBB rồi là VPBank hoặc là ACB vân vân anh chị nhé. Đấy anh chị thêm tìm hiểu thêm, chúng ta thấy rằng là phiên hôm nay nó tham chiếu những mức độ về khối lượng nó chúng ta đang thấy là kiệt đấy. Và nếu về viết ấy thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu hôm nay rất dễ là đấy là một phiên nhỉ, một phiên là nấu supply 3 đúng không, nấu đi mân 3 anh chị nhá, xin lỗi nấu đi mân 3 đấy. Thì khả năng để phiên ngày mai sẽ là một phiên test cung 3 đấy, thì sau đó chúng ta sẽ thay lấy vị thế ở phiên test cung 3 ở khoảng 30,5 tỷ trọng. Còn những cổ phiếu này muốn tham gia được thì chúng ta thấy ạ, nó lên ở đây nó cân bằng được đấy, nó cân bằng được ở vùng này. Vì sao nó cân bằng ở vùng này thì anh chị rất dễ biết rồi, vùng này đấy là những vùng kẹt hàng của cả nhà đầu tư đúng không ạ, là mức độ kẹt hàng của cả nhà đầu tư. Thứ hai là chúng ta thấy nó cân bằng ở đấy để hấp thu những cái nhà lượng nhà đầu tư ở vùng này anh chị này, ở quá trình này đây đấy. Thì nếu như nó hấp thu được ở vùng này và thì nó xác nhận đi lên đó, thì đó là cơ hội chúng ta tham gia ở cổ phiếu Techcombank đúng không ạ. Về điều kiện thời gian đó mình phân tích một số cổ phiếu thôi để anh chị thấy được cái cách vận động của nó thôi. MSB cũng vậy anh chị này đấy, MSB thì có lẽ là một trong những cổ phiếu, và ví dụ STB nữa mình phân tích rất kỹ rồi đấy, những giai đoạn này mình phân tích rồi đúng không ạ. Và những cái phân tích của mình anh chị lục lại video của mình trên kênh thì anh chị cũng thấy những cổ phiếu này thì bây giờ chúng ta thấy ra nhận nó đã đi lên này, nó rủ này đi lên test lại rủ này. Và một cái lưu ý nữa là chúng ta thấy rằng là những giai đoạn test sau này test lại khối lượng nhỏ đấy, thì cổ phiếu này bây giờ đấy là cơ hội để chúng ta tham gia được. Nhưng nếu như tham gia tốt đó, thì theo mình là nó phải lên vùng này này, vùng này nó cân bằng đấy, đó là một có thể nó cân bằng ở vùng này anh chị ạ, cũng có thể là nó lên vùng này anh chị này, vùng giá 28 này chị nhé, nó cân bằng thì đó là chúng ta sẽ tham gia. Vậy thì nó sẽ tạo ra một cái nền nền ngắn ở đấy, thường là nó tạo một nền ngắn từ 6 đến 10 phiên anh chị ạ, thường là 6 đến 10 phiên anh chị, có khi là 4 phiên nó đã bứt bứt nền rồi, có khi là 4 phiên nó đã bứt nền
thì tùy vào sự vận động của nó và chúng ta quan sát trong phiên để chúng ta tham gia những cổ phiếu này. Và mức độ để tham gia theo đánh giá mình là phải ngoài Tết âm lịch anh chị nhá, sang tức là sang năm Nhâm Dần đúng không? Rồi gì là STB này, STB anh chị thấy là gì ạ? Những cổ phiếu này mình phân tích đúng như sự phân tích vận động của nó, đúng như sự phân tích của mình đúng không ạ? Anh chị theo dõi video biết chứ không phải là bây giờ nó mình mới chém gió được. Mình đã nói là nó lên nó phải test lại, đây đâu là test lại, tức là test lại ở đấy là anh chị thấy rằng là test lại ở vùng này là vùng điện vùng đỉnh tạm thời trong ngắn hạn này, sau khi test lại và chúng ta thấy là nó thử phục hồi đi lên, rồi phục hồi đi lên, rồi thì nó lại test lại lần hai này là test vùng nào anh chị biết không? Test vùng này là test lại vùng đỉnh trước đỉnh mọi thời đại của nó đây, rồi và chúng ta thấy rằng test lại với khối lượng nhỏ anh chị nhé, chứ không quá lớp test lại khối lượng nhỏ, rồi thì hôm nay là một phiên trả một phiên phục hồi và chúng ta thấy rằng là nó rủ xuống test lại ở vùng này là nữa. Và những cổ phiếu này thì bây giờ nhận nó lên ở vùng này này, vùng khoảng 34-35 như đó anh chị, khoảng 34-35 nó cân bằng được đấy, nó cân bằng được ở đây thì chúng ta rõ đó là cơ hội để chúng ta lên tàu đấy, lên tàu lúc này là an toàn đấy. Còn nếu như những giai đoạn này anh chị mua từ những phiên hôm nay ngày mai anh chị vẫn lấy, nhưng mà nếu như anh chị lấy thì mới thị trong nhỏ, bởi vì rất dễ sẽ dính vào những nhịp cắt lỗ, anh chị lưu ý. Cổ phiếu mà rất ok nữa là BIDV. Đấy, DIPP thì mình đã phân tích rồi, anh chị cũng thấy theo dõi anh chị thấy đấy là cái đỉnh lịch sử của nó này, đấy đỉnh mọi thứ đại của nó đây, và anh chị thấy rằng là nó đã vượt cái đỉnh này và chúng ta thấy là nó có test lại. Nó hôm trước mình đã nói với anh chị rằng là những cổ phiếu này nó muốn lên được thì thường là nó lên nó test lại cái đỉnh này, mình đã nói video thử với anh chị nhá, và nó có xu hướng là test lại thì đồng thời với lập lập gạp này, và chúng ta thấy là phiên hôm nay là phiên sáng nó đã vừa test lại cái đỉnh trước và thứ hai là nó lập lại gạp và phiên chiều nó tăng rất ok. Đấy. Vậy thì những cổ phiếu như thế này anh chị trước chưa tham gia thì anh chị có thể tham gia được hay không, thì mình sẽ nói với anh chị như thế này. Nếu như bây giờ anh chị có thì còn thôi, còn nếu như nhé, nếu như anh chị trước có những cổ phiếu này á, thì khả năng nó đi lên anh chị nhá, nó đi lên không lâu đâu, nó sẽ test lại một lần nữa. Nó test lại nó cân bằng được. Đấy, thường là như vậy. Đấy, mức nếu như nó muốn đi đi xa thì nó phải có hoạt động này. Đấy. Và câu chuyện vì sao BIDP hoặc là Vietcombank mà trong giai đoạn vừa rồi nó rất là đi lên mạnh mẽ hơn so với cả cổ phiếu khác thì anh chị biết rồi. Trong cái giai đoạn tháng 7 vừa rồi thì chúng ta biết rằng là cả cổ phiếu dòng bánh là hầu hết đấy ạ, hầu hết là cả cổ phiếu là từ tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 giai đoạn đó là nhiều cổ phiếu phát hành thêm cổ phiếu. Đấy, sau này thì có VPBank phát thêm một lần thứ hai nữa, và ví dụ Tiên Phong Bank vừa rồi mới phát hành thêm chẳng hạn, thì đã là cả cổ phiếu phát hành thêm sau thì rằng là mức độ mức độ số lượng cổ phiếu nó nhiều, thứ hai là cả cổ phiếu nó đã có một quá trình đi lên ở giai đoạn trước tháng 7. Còn cả cổ phiếu như Bit và Vietcombank thì nó đã có quá trình tích lũy rất lâu. Đấy, anh chị xem này. Anh chị xem nó từ quá trình đấy là từ năm 2 tháng 3 tháng 2 năm 2020 đến nay là gần như nó chưa đi lên. Là một quá trình tích lũy chúng ta thấy là rất lâu. Đấy, vì Vietcombank vậy, đúng không? Vietcombank vậy anh chị. Đấy, tức là cái những giai đoạn nó gần như là chưa đi lên. Đấy thì nó có sự bứt phá. Và những cổ phiếu này thì khi này lúc này mình Vietcombank mình phân tích thôi, nó cân bằng ở vùng này thì thường nó tẹt lại hoặc là nó cân bằng chúng ta sẽ tham gia. Đây đó đối với ở dòng bánh mình hướng dẫn anh chị đó là cái cách để chúng ta tham gia đối với cổ phiếu dòng bánh. Rồi còn cả các cổ phiếu tiềm năng thì mình xin phân tích với anh chị một số cổ phiếu, ví dụ như KSB. Đấy, KSB gì nhá, đây KSB là một cổ phiếu chúng ta biết rồi, liên quan đến xây dựng và đặc biệt là nó có yếu tố rất là thuận tiện trong cái việc là gần sân bay Long Thành, nó thì ở đâu ở Bình Dương đúng không, nhưng mà nó sẽ là cái thao tác vận chuyển của nó là liên quan lên sân bay Long Thành nên nó sẽ rất gần, do đó nó có một cái lợi thế trong cái quá trình vận chuyển, nhưng mà đá thì ở miền Bắc cũng nhiều. Nhưng chúng ta thấy rằng là sau quá trình đi lên là gì này, đấy thì thường ấy, thường thị trường chứng xấu thì nó rủ thì đúng rồi, nhưng anh chị lưu ý cho mình rằng là nếu như mà anh chị thấy rằng là thường những cổ phiếu nó có quá trình đi lên như thế này gì nhá, nó có trình cái quá trình rủ bỏ lên, nó đi lên rủ bỏ này, cân bằng ở đây này, nó đi lên á thì thường cái mức độ dao động của nó thường khoảng 20% nó có quá trình rũ bỏ. Nếu như thị trường chúng nó không xấu thì nó cũng rũ bỏ, và nếu như nó thường kéo lên đây anh chị này, đó kéo lên vùng đó và nó sẽ có quá trình cân bằng thường như vậy anh chị nhé. Đấy thì chúng ta sẽ tham gia an toàn và ok là ở giai đoạn này. Đấy thì đó là một cổ phiếu anh chị cần phải lưu ý của mình, cho anh chị đừng có nghĩ là ok ông này tâm thần hay sao hôm giá về 40 không không bảo lấy, mà ví dụ lên 50 hố lấy chẳng hạn, tức là mất 10 giá thì 40 rất dễ cắt lỗ đấy, nhưng mà 50 chúng ta không phải cắt lỗ và 50 chúng ta không phải chờ đợi đấy, thì đó là cái cách vận động cổ phiếu chúng ta phải hiểu được nó thì rất dễ trong quá trình tham gia đúng không. PLC này,
Đấy. Anh chị thấy chưa? PLC thì bên mình có tham gia ở cái nhịp này. Đấy, mình nói thật anh chị là giai đoạn này mình là tham gia. Nhưng tham gia đấy sau đó quá trình rũ bỏ thì mình phải cắt lỗ. Đấy, phải là cắt lỗ. Bởi vì cắt lỗ cổ phiếu là bình thường anh chị ạ. Nếu như anh chị không cắt lỗ được thì đồng nghĩa với là anh chị chưa sẵn sàng cho việc đầu tư đúng không? Sau đó có thị trường nó rủ là nó cân bằng đấy thì mình là cho đủ lại vùng này. Đấy. Đủ lại vùng này. Đấy thì sau đó là gì ạ? Vùng lại có nó bao nhiêu? 2-3% nhưng cắt bởi vì do thị trường chúng xấu. Còn cổ phiếu này chúng ta cũng cần lưu ý cho mình rằng là gì? Những giai đoạn đi lên và ở mức độ này lỏng lẻo thế này chứng tỏ rằng và khối lượng lớn lỏng lẻo nhá với khối lượng lớn thế này chứng tỏ là gì? Chứng tỏ một điều rằng là mức độ này là đéo bám nhỏ lẻ rất nhiều. Đéo bám nhỏ lẻ rất nhiều do là cổ phiếu này muốn lên được thì nó thường phải có một quá trình cân bằng ở đây và kiệt khối lượng là một kịch bản. Kịch bản thứ hai là nó có thể rủ xuống tiếp anh chị ạ, sau đó nó kéo lên đây nó cân bằng đây thì nó sẽ tùy vào xem thử nếu lên cân bằng hôm nay mà cân bằng khối lượng kiệt được chúng ta tham gia được, còn nếu không 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 kiệt được khối lượng thì nó sẽ có quá trình rủ tiếp theo anh chị nhé, rủ tiếp theo và đó là chúng ta cơ hội chúng ta tham gia. Rồi là cổ phiếu VCG đây. Ở những cái giai đoạn này thì bên mình có tham gia ăn không được nhiều, mua từ những vùng này và lên vùng này là bán cũng phải là nó đang chịu những gió yếu tố mình nhìn nhận là thấy nó lỏng lẻo quá thì mình xác định được rằng là nó chưa lên đâu, đó là mình cho bán. Tất nhiên mình làm ở đấy là cũng phải chìm gió mà mình làm là cũng có khách hàng, mình xem thì khách hàng họ sẽ hiểu thôi chứ cũng phải là chìm gió với anh chị được đâu. Chúng ta thấy rằng lên sóng quá trình đi lên đây này, đấy, đi lên nhưng chúng ta thấy rằng là lỏng lẻo, anh chị có thấy lỏng lẻo không ạ? Lỏng lẻo kèm theo đây là khối lượng rất lớn. Thì đi lên với khối lượng lớn và kèm theo lỏng lẻo giá thế này thì nó thường rũ bỏ và những quá trình rũ bỏ này yêu cầu khối lượng phải kiệt xuống, nhưng chúng ta thấy rằng nhận khối lượng ấy vẫn chưa kiệt đâu anh chị, tức là mức độ kẹt hàng của cổ phiếu này vẫn còn nhiều. Đấy, vậy thì cổ phiếu này sẽ vận động như thế nào? Theo đánh giá của mình thì khả năng á, là cổ phiếu này nó sẽ lên vùng giá tầm khoảng 52, 53 gì đó nó sẽ cân bằng được và cân bằng được đấy mà khối lượng nhỏ nhé, khối lượng nhỏ thì nó sẽ sáng nhanh xuống thì đi lên, còn nếu như ở đấy khối lượng không nhỏ được, nếu như kịch bản nó cân bằng ở đó mà khối lượng không kiệt xuống được thì nó sẽ diễn ra kịch bản thứ hai đó chứ, nó sẽ đi lên ở vùng giá 52, 53 như thế gì này, nó rủ tiếp đấy và nói hiện nó sẽ lên cân bằng ở vùng giá 52, 53 như tiếp đấy, thì yêu cầu muốn lên được đi xa hơn thì rõ ràng cổ phiếu phải có sự kiệt xuống khối lượng xuống được đấy, anh chị cần phải lưu ý cho mình. Cổ phiếu tiếp theo nữa đó là LCG, anh chị thấy chưa, hôm nay có thể nói là một phiên lấy stop volume 3 đúng không ạ, stop volume 3 đấy, thì anh chị thấy rằng là phiên sáng nó rủ xuống với tầng vùng nền này anh chị này đấy. Bản thân những cổ phiếu này nó rủ ghế đấy, nó rủ mà gì ạ? Mất cái vùng hỗ trợ này anh chị thấy có, chúng ta thấy rằng là những cái giai đoạn nó rủ bỏ mất hết hỗ trợ đấy là quá trình hỗ trợ rất cứng cổ phiếu anh chị này đấy, nó rủ xuống mất hỗ trợ sau đó nó kéo lên thì đấy gọi là ở phía này gọi là phiên stop volume 3 đấy, và sau quá trình này thì thường như thế này chị, thường nó lên nó cân bằng được thì chúng ta sẽ tham gia ở cái nhịp là nó cân bằng và khối lượng kiệt có phiên xác nhận ở đấy chúng ta sẽ tham gia đây, đó là LCG. Cổ phiếu tiếp theo nữa mình giới thiệu anh chị đó là cổ phiếu C4G. Đấy, C4G anh chị ạ. C4G thì hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền. Đấy. Và chúng ta thấy rằng những cổ phiếu nó giống như con này nó khá giống với mình nói mức độ lỏng lẻo và mức độ khối lượng mình thấy khá giống với con gì ạ? VCG. Anh chị thấy chưa? Nó lỏng lẻo thế này nó cần phải rũ bỏ. Và những cổ phiếu này bây giờ nếu như nó lên vùng này nó cân bằng được thì chúng ta lại tham gia ở vùng giá trên này. Còn nếu không thì thôi ok anh chị nhá. Đấy, tức là nó phải kiệt khối lượng. Còn chúng ta lướt qua một tí về dòng chứng khoán anh chị này, chứng khoán chúng ta thấy ra nhá. Bây giờ nó lên á thì những cổ phiếu này nó muốn xác định xu thế được thì nó phải lên ở vùng này. Nó cần phải cân bằng được. Bởi vì sao? Bởi vì ở mức độ đấy là một vùng hỗ trợ của cổ phiếu. Và bây giờ nó đã trở thành một vùng kháng cự, tức là vì sao nó là kháng cự? Bởi vì đấy là mức độ kẹt hàng cổ phiếu này rất là nhiều. Và những cổ phiếu này bây giờ nếu nó muốn lên được là mất rất nhiều thời gian anh chị ạ. Mất rất nhiều thời gian, đặc biệt cả cổ phiếu dòng chứng khoán. Đấy. Do đó anh chị đừng có vội tham gia những giai đoạn này. Anh chị đừng có tham mua rẻ. Chúng ta phải chấp nhận mua một giá cao, chúng ta không chờ đợi, chúng ta phải có một mức lợi nhuận ok. Còn nếu như mà những chúng ta tham mua rẻ đấy á, là nó lên á, là một cái kịch bản nữa nó lên ở đấy nó rủ xuống tiếp. Đấy, thì chúng ta phải lấy á, cắt lỗ tiếp thì nó là cắt đi cắt lại là chúng ta rất là tháo tùn trong cái việc là NAV chúng ta giảm xuống. RSI cũng vậy. RSI cũng vậy thôi. Anh chị cứ tìm hiểu, anh chị cứ hỏi bạn bè với những người xung quanh anh chị biết thôi. Mức độ kẹt hàng rất nhiều. Đấy, không phải là cổ phiếu dòng chứng mà hầu hết các cổ phiếu dòng bất động sản nói trong chứng khoán nói các cổ phiếu đầu tư công cổ phiếu xây dựng đá đụng vẫn kiểu rất nhiều, do đó là chúng ta chưa kỳ vọng nhịp này đâu.
theo là đánh giá mình. Nhưng cổ phiếu NB nó có vùng kháng cự đây, nó phải cân bằng được đấy. Vì sao? Bởi vì nó phải cân bằng ở đấy để nó hấp thu, nó muốn lấy được nó phải chấp nhận hấp thu cái đôi quẹt hàng kẹt hàng đấy này, mấy cái bố kẹt hàng ngồi đấy tôi nói nhận rất là nhiều, giờ để nó phải lên nó phải hấp thu được đấy. Và nếu như một kịch bản nó cắt hấp thu được cái khối lượng nó chấp nhận được thì nó lại lên, còn một kịch bản giống như bên ở đây lúc này thôi, nó lên đấy nó rủ tiếp đấy, nó mới lên được, thì nó cân bằng tiếp. Như vậy thì nó có rất nhiều kịch bản, và bây giờ chúng ta đoán trước cái đó là nó đoán được những khả năng là có thể xảy ra thôi, còn chắc chắn một khả năng, một khả năng nào thì rất là khó anh chị nhá. Rồi VCI này chúng ta cũng thấy vậy thôi, các anh chị cứ tìm hiểu xem anh chị thì biết bây giờ các bộ mà kẹt hàng đấy là rất nhiều, dần để lên nếu mà kéo lên đây thì chắc chắn một điều không có là để kéo một mạch lên thế này là không có, mình chắc chắn anh chị là một điều không có như vậy được. Vì sao? Bởi vì cả kéo lên đây chẳng lẽ tao lúc nào đã đạp xuống đấy để nó gom hàng đấy chẳng hạn, nếu như nó xác định đến đúng không ạ. Còn nếu như những cổ phiếu này nhá nó lên đây này, mình nói luôn cả cổ phiếu dòng chứng nó lên đây mà nó không cân bằng được khối lượng không kia thì nó rơi chứ phải đến đâu. Đó đó là những cái kịch bản mà anh chị cần phải cái trang bị cho mình, các anh chị phải lục lại biểu đồ các cổ phiếu cùng như là tìm hiểu thêm trong lịch sử của nó, anh chị thì sự vận động của nó thôi đúng không. Rồi các cổ phiếu mà liên quan bất động sản này, ví dụ nhà hàng điện chúng ta thấy đấy. Chúng ta thấy hôm nay nó kiệt khối lượng nhưng mà những cổ phiếu bất động sản bây giờ là gần như là các cổ phiếu là lên rất cao rồi đấy, nhưng mà anh chị hô hào và bắt đáy rất dễ chịu, ví dụ DG chẳng hạn hôm nay nó một phiên rút chân rất là ok đấy. Và vì sao rằng thường thường là cả cổ phiếu về cái vùng hỗ trợ của nó là nó có sự phục hồi, những phục hồi này thường anh chị nha, thường là phục hồi này thì anh chị để là nếu kẹt hàng anh chị bán ra đấy, chứ không phải là phục hồi này để mua vào. Anh chị lưu ý cho mình đây, lưu ý nhá, không phải bắt đáy những cổ phiếu này. Rồi ví dụ như là xéo chẳng hạn, mới lấy ví dụ anh chị con xéo chẳng hạn vậy. Đấy, hôm nay là một phiên rất ok, nhưng mà đấy là một về vùng hỗ trợ, về những người vô hỗ trợ cứng thì thường là có lực bắt đáy vào nó sẽ phục hồi thôi. Nhưng anh chị lưu ý rằng cũng không ai kéo một mạch lên đấy để anh chị xả hàng đâu đấy, do đó thường nó phục hồi ấy, thì anh chị cắn bự không phải là điều kiện anh chị bắt đáy đấy, và đấy là những nhịp để mà nó phục hồi lên thì chúng ta thoát hàng đấy, quan điểm của mình như vậy. Còn có thể là nó lên nó kéo là thì chúng ta sẽ tham gia sau đúng không ạ, chứ không phải là tham lam về một một vài giá được đấy, khi mà trong một xu thế thị trường nó chết rõ và nó mất rất nhiều thời gian, chúng ta cần phải lưu ý như vậy. Rồi các cổ phiếu khác như dầu khí chẳng hạn anh chị này, PVS thì rõ ràng là mặc dù là giá dầu thế giới thì nó đã tăng, nhưng theo quan điểm mình là nếu ở đấy thì mình không mở biểu đồ về giá dầu, nhưng mà theo quan điểm mình giá dầu hiện nay là còn 50 85 đô đến một thùng, nhưng mà khả năng dòng dầu dầu thô thì sẽ nó sẽ test lại vùng đỉnh là 84, do đó là dòng dầu khí nó phải cân bằng được đấy thì chúng ta phải có một nhịp tham gia đấy. Ví dụ như PVD vậy, nó là hôm qua nó rủ xuống nhưng hôm nay nó sẽ có sự phục hồi, nhưng mà chúng ta thấy rằng là bây giờ để yếu tố vượt đỉnh là rất khó, cái này nhà mình rất khó đấy. Rồi là gì ạ, BSR vậy, BSR vậy, rồi là gì ạ, gạt vậy anh chị này, mới lấy về anh chị còn gạt thấy chưa đấy, anh chị thấy tăng không phải đâu, nhưng mà nó phải chơi đặc biệt dòng dầu rất khó chơi anh chị, rất khó chơi, bởi vì nó phụ thuộc giá dầu thế giới rất chặt chẽ. Rồi thì trên đây là một số cổ phiếu mình phân tích cho anh chị theo quan điểm cá nhân, thì anh chị tham khảo, và anh chị theo dõi video thì anh chị nhớ cho mình một nút like, đó là những nút like của anh chị là những cái là những cái động viên rất là tốt để mình có động lực cống hiến thêm cho cộng đồng. Và anh chị mà muốn tham gia trao đổi phân tích với mình thì có thể chia sẻ với mình, như thì anh chị kịp bàn với mình thêm thông qua số Zalo đường di chuyển đến màn hình. Xin chào anh chị và hẹn anh chị trong video ngày mai.